Trong Kinh Thánh có một cái câu là nếu anh ta và cô ta có cái đó thì anh ta và cô ta sẽ được cho nhiều nhiều hơn nữa. Nhưng nếu không có cái đó sẽ bị lấy đi tất cả những gì đang có. Thế thì trong Kinh Thánh cũng không nói toẹt ra là cái đó là cái gì, cũng chỉ nói là có cái đó thôi, không nói là cái đó là cái gì. Và sự thật cái đó chính là lòng biết ơn. Lòng biết ơn. Khi mà chúng ta có lòng biết ơn thì chúng ta sẽ được mang tặng rất 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 nhiều tất cả mọi thứ. Nhưng khi mình vô ơn thì tất cả những gì mình đang có nó cũng bị mất đi. Thế vậy thì biết ơn ở đây là bắt đầu biết ơn cơ thể của mình, con người của mình, trí tuệ của mình, tất cả những gì mình đang có, không khí mình đang thở, tất cả những thứ mình đang có. Điều đầu tiên đấy là biết ơn. Và biết ơn mẹ vũ trụ, mẹ thiên nhiên, mẹ trái đất đã rất là hào phóng để cho mình quá nhiều thứ. Có phải mẹ trái đất cho mình không khí thở có giờ tính tiền mình không các anh chị? Không đâu. Nhưng nếu vào viện xem, biết tay nhau đấy, đúng không ạ? Nhưng hàng ngày cứ hít hà, thở ra thở vào mà chả mất đồng nào cả. Sướng như thế còn gì. Nên là biết ơn mẹ vũ trụ, biết ơn mẹ thiên nhiên, biết ơn mẹ trái đất. Nếu đang được ở với những cái cây thì biết ơn cả mẹ cây nữa, cây trẻ. Rất rất nhiều thứ, biết ơn nước chúng ta đang uống. Tất cả những thứ đấy, đấy là điều đầu tiên mình biết ơn. Cái điều thứ hai, nếu như ai cho mình cái gì đó mình biết ơn, và chỉ thế thôi thì mình chưa gọi là một người biết ơn. Đương nhiên những người cho mình cũng biết ơn, nhưng những người làm mình tổn thương thì mình phải biết ơn nhiều hơn nữa. Bởi vì họ đã đóng vai ác trong cuộc đời mình để mình trưởng thành. Họ đã mang đến cho mình bài học rất lớn lao trong cuộc đời này. Bạn đây, cái người này lừa của bạn 1 tỷ đây, nếu bình thường bạn sẽ làm gì họ? Bạn chửi họ, bạn tức tối họ, bạn cằn nhằn, đúng không ạ? Khi chửi nghĩa là bạn đang vô ơn. Bởi vì chúng ta biết rằng mỗi một sự kiện và một con người đến trong cuộc đời của mình để giúp mình học bài học. Để mình học bài học và mình tốt nghiệp cái bài học đó, tốt nghiệp sự kiện đó, tốt nghiệp con người đó để mình tăng tầng. Thế nếu mà mình chửi thì mình bị đúp. Các anh chị ạ, mình bị đúp. Mình không lên lớp được đâu. Đúp thì nghĩa là gì các anh chị? Là mình phải học lại. Đồng ý với cô Anh không? Học lại. Học lại thì vũ trụ lại mang một thằng khác. Thằng này mặc áo đen thì thằng này mặc áo đỏ thôi. Tóm lại là vẫn thế, nhưng mà ở hình hài khác, bối cảnh khác thôi. Nó lại đến và lừa 1 tỷ. Nếu mà vẫn tiếp tục chửi thì sẽ gặp thằng xanh. Nó thế thôi. Nên lúc này không chửi nữa mà khôn hơn rồi. Biết ơn. Biết ơn để làm gì? Để quay vào đây này, học. Có bài học gì ở đây? Học đi. Rồi sau khi học rồi thì mình đã tốt nghiệp con người này rồi. Tốt nghiệp. Các anh chị nhớ đưa cái ngôn từ tốt nghiệp này vào đời sống nha. Các anh chị nha. Mỗi khi có điều gì chưa như ý xảy ra, hãy hỏi chính mình rằng tốt nghiệp gì? Tốt nghiệp chưa? Hỏi chính mình ấy, tốt nghiệp chưa nhỉ? Hôm nay mình tốt nghiệp chưa nhỉ? Thôi tốt nghiệp đi. Kiểu như vậy. Thỉnh thoảng trò chuyện với chồng, chồng ca thán vào điều gì đấy, bảo chồng anh ơi tốt nghiệp đi anh.
nói chuyện với con mà con ơi, tốt nghiệp cái này đi con. Tốt nghiệp nỗi đau này đi, tốt nghiệp sự tức giận này đi, tốt nghiệp bối cảnh này đi, tốt nghiệp sự kiện này đi, tốt nghiệp con người này đi, để lần sau mày không gặp họ nữa. Khi tốt nghiệp cấp 2 rồi thì không phải học lại cấp 2 nữa mà được lên cấp 3 rồi. Nên hãy đưa cái ngôn từ này vào trong đời sống các anh chị. Chúng ta cần đưa những cái ngôn từ vào trong đời sống nhé, ngôn từ chữa lành các anh chị nhé. Vài ngôn từ này: biết ơn, xin lỗi, love you, mẹ yêu con, vợ yêu chồng, bố yêu con, chồng yêu vợ. Kết quả chọn là gì? Đưa vào trong đời sống. Luôn luôn hỏi chọn kết quả trước. Kết quả ở đây con chọn là gì? Anh chọn kết quả gì? Luôn luôn chọn kết quả trước. Đưa vào trong đời sống của mình ấy. Rồi, tốt nghiệp chưa? Ngày nào cũng hỏi nhau, ngày hôm nay tốt nghiệp chưa? Mỗi ngày bước ra ngoài cuộc đời là một ngày đi học. Tối về hỏi nhau, hôm nay tốt nghiệp chưa? Ngày hôm nay các anh chị tốt nghiệp chưa các anh chị ơi? Tốt nghiệp được nhiều điều từ sáng đến giờ không? Yes. Hãy tốt nghiệp mỗi ngày nha. Đấy là mình đưa vào cái đời sống của mình những cái ngôn từ đấy. Cái ngôn từ mà chọn kết quả ấy, ở công ty của cô Lanh ấy, ở nhà của cô Lanh ấy, chỉ hỏi nhau là thế kết quả con chọn là gì? Cái kết quả anh chọn trong cái buổi gặp gỡ này là gì? Cái kết quả của cái việc cãi nhau này là gì? Chọn kết quả gì mà lại cãi nhau? Kiểu như vậy. Đấy. Thì có cái công thức này này. Cái C này này là nguyên nhân. Cái R này này nó là kết quả. Thì chỉ có 5% dân số trên thế giới là họ luôn luôn là người chọn kết quả trước và đi tìm nguyên nhân để xảy ra cái kết quả này. Còn lại 95% thì sẽ cứ làm. Thôi thì được quả gì thì được, cứ trồng. Thôi thì được quả gì thì được, kiểu như vậy. Nó giống như cái tầm nhìn thôi, các anh chị ạ. Được chưa các anh chị ơi? Nhưng cô Linh muốn các anh chị đưa cái ngôn ngữ này vào trong đời sống của mình. Luôn luôn hỏi nhau, kết quả đây mình chọn là gì? Luôn luôn hỏi nhau, ngày hôm nay mình đã tốt nghiệp chưa? Được chưa các anh chị? Yes, tuyệt vời lắm ạ. Vậy thì biết ơn trong cuộc đời này, tất cả mọi người, người yêu mình, người ghét mình, người bực vì mình, tất cả người làm mình tổn thương, càng biết ơn nhiều hơn nữa. Và cô Lanh đã nói với các anh chị rằng khi bắt đầu biết ơn, các anh chị có gợn ở bên trong, có cảm xúc khó chịu ở bên trong, nó lừa mình 1 tỷ mà bây giờ mình phải biết ơn nó, bực lắm chứ. Nhưng cứ biết ơn đi, cứ giả vờ đi thì dần dần vô thức nó sẽ làm cho chúng ta nó là thật. Và khi là thật thì những cái thứ khác nó đến với mình. Còn nếu mở mồm một câu ra vô ơn thôi, một câu ra vô ơn, các anh chị không còn gì hết, mất sạch luôn các anh chị ạ. Ngày hôm nay cô Lanh kể cho các anh chị một câu chuyện mà cô Lanh cũng đau lòng vì câu chuyện đó, nhưng mình cũng phải biết ơn rất nhiều và mình học bài học từ đó. Cách đây rất lâu rồi, rất lâu, cô Lanh có coaching cho một gia đình, một người con trai mười bảy tuổi bỏ nhà đi, chửi bố, chửi mẹ, chửi em, chửi thầy cô giáo. Nếu như nói về cấp độ hư thì không còn gì để vớt vát nữa các anh chị ạ.
Nếu nói về cấp độ mất dạy là sự một sự mất dạy vô đối luôn. Và nó rất là béo. Nó cực kỳ béo. Ngày hôm nay con anh kể câu chuyện này cho các anh chị, để các anh chị biết rằng con anh cũng phải thực hành lòng biết ơn liên tục. Và một cậu em rất là gầy gò, bởi vì nó sống trong nỗi sợ hãi, nó không lớn được. Ngày nào nghe thấy giọng anh thôi, nó sợ rúm người lại và bị anh đánh như vồ đập đất. Và bố mẹ không thể nào cai quản được bạn này. Khi mà mang con đến Học viện Minh Trí Thành, Minh Trí Thành hỗ trợ bạn đấy để bạn ấy giảm 30 cân, trở về một trạng thái con người bình thường, một con người có sự hiểu biết, rất khôn ngoan, cực kỳ khôn ngoan và bắt đầu rất hiểu chuyện. Cái cậu 17 tuổi, cái cậu bé học lớp 5 cũng được chữa lành, rất bình an. Và bố mẹ cũng tham gia hành trình cốt. Và họ đã từ những người rất là nóng tính, cay nghiệt, phải nói là tại sao họ lại làm nên một cái đứa con như vậy, bởi vì họ quá cay nghiệt trong cuộc đời. Họ bị mắc kẹt luôn ấy. Họ tham lam, ích kỷ và họ cay nghiệt, vô cùng cay nghiệt, cay trẻ trong cái cuộc đời này. Nên họ nhào nặn ra cái đứa con như vậy. Và người mẹ đó còn đánh nhau cả với mẹ chồng. Rất là khủng khiếp, một gia đình thật sự quá là khủng khiếp. Trong hành trình đồng hành cùng với Học viện Minh Trí Thành hơn một năm, cô Lanh đã khai sáng cho bố mẹ, các con, họ trở thành một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng có một điều là cậu con trai đó có thể bạn ấy lưỡng tính. Thì cô Lanh đã nói rằng, có một số anh chị hỏi cô Lanh là cô ơi, cô có cốt giới tính không? Cốt BD trở về bình thường không? Cô Lanh bảo cốt làm gì? Là giới tính nào cũng được, miễn là sống hạnh phúc là được. Miễn các con có đủ trí tuệ nhận ra để mình sống hạnh phúc là được. Còn giới tính nào chả được, đúng không các anh chị? Các anh chị đồng ý với cô Lanh như vậy không ạ? Nam cũng được, nữ cũng được, gay cũng được, BD cũng được, lét cũng được, cái gì chả được. Miễn là mình sống rất hạnh phúc là được. Và rồi bạn ấy mê một cộng sự của cô Lanh. Các anh chị hiểu chưa? Và sau đó thì bố mẹ bạn ấy nói rằng, bởi vì cái cộng sự của cô Lanh đấy nên là làm cho bạn ấy mắc kẹt như vậy. Ô, nó vẫn rất khôn ngoan, nó rất là tuyệt vời, nó rất là khôn ngoan. Nhưng mà bây giờ giới tính của nó như thế thì làm thế nào? Kệ nó đi. Nếu như mà nó thích nhau, đúng không các anh chị, thì cho nó thích. Thế nhưng mà trai ở Minh Trí Thành nó đẹp, nó không phải BD, nó không thích, nó từ chối, sao trách nó được? Và sau đó thì họ, trời ơi, họ không hiểu được cái điều này. Thì cũng tại mình thôi, mình không đủ trình độ để làm cho họ hiểu. Và họ cứ muốn phải thế này, kiểu như vậy. Và cô Lanh nói rằng, cô có thể mất khách hàng, nhưng cô không mất con. Nghĩa là cái bạn cộng sự của cô Lanh ấy, cô không mất con, cô có thể mất khách hàng. Tức là có thể nhé, cái khách hàng đấy không phải là khách hàng của cô Lanh nữa. Nhưng cô không thể mất cái người cộng sự mà cô Lanh đã dày công rèn luyện. Và nó đúng. Mình nói là như vậy. Nên là cô sẽ bảo vệ con.
Và các anh chị biết không ạ? Cô Lanh gọi họ đến. Và cô Lanh, đây là trường hợp, đây là hai trường hợp duy nhất mà cô Lanh trả lại toàn bộ số tiền. Còn không một trường hợp nào bên Học viện Minh Trí Thành trả lại tiền đâu nhé các anh chị nhé. Bởi vì tất cả các anh họ đều rất happy, rất hài lòng, rất hạnh phúc. Những người này họ cũng từng rất happy, rất hài lòng, rất hạnh phúc, nhưng họ quá tham lam. Nhưng cũng tại mình không đủ level để mình làm cho họ hiểu thật sự cái điều đó. Thế mà cô Lanh trả lại toàn bộ số tiền. Nó không hề nhỏ đâu các anh chị ạ, 490 triệu đấy ạ. Mà cả công ty nỗ lực làm cho cả gia đình đấy hạnh phúc trong vòng 2 năm. Cả công ty luôn nha các anh chị nha, không phải một mình sức lực của cô Lanh. Làm cho mà họ gây ra bao nhiêu sự tổn thương cho các bạn của Học viện Minh Trí Thành. Rất rất nhiều nỗi đau. Nay họ đòi cái này, mai họ hỏi cái kia. Nhưng cuối cùng thì cô Lanh gọi họ đến. Và cô Lanh trả lại. Các anh chị biết không ạ? Khi cô Lanh làm điều đấy, tất cả cộng sự của cô Lanh nói rằng khâm phục cô Lanh vô cùng thật. Cái điều đầu tiên họ nói. Cái điều thứ hai họ ăn mừng, bởi vì họ giải thoát khỏi một khách hàng. Các anh chị ạ, không phải phục vụ khách hàng đấy nữa. Đến cấp độ như vậy. Và nó là cái trường hợp mà mình cũng đau. Mình cũng đau chứ. Mình nói với toàn bộ nhân viên của mình là cô rất là xin lỗi các con. Cô cũng không biết có ký ức nào xấu ở trong cô mà cô lại thu hút những người như thế này. Cô rất là xin lỗi. Họ đã làm tổn thương các con rất là nhiều. Họ đã trút rất nhiều rác lên các con. Cô cũng chưa bảo vệ được các con. Nên là cô rất xin lỗi các con. Thôi thì chúng ta cùng nhau biết ơn họ. Để mà mình tốt nghiệp bài học này đi. Để mình giúp những khách hàng khác họ tuyệt vời hơn. Các con ạ. Mình cũng học được nhiều bài học từ này, từ nỗi đau này quá. 2 năm mình làm dốc hết công sức, toàn bộ, tất cả mọi thứ. 12 giờ đêm cộng sự cô Lanh vẫn phải đi tìm. Nó bỏ đi. 12 giờ đêm cộng sự cô Lanh vẫn phải đi tìm. Các anh chị ạ, có ai làm việc như thế không? Không có ai cả. Không phải một lần mà N lần luôn. Bố mẹ không thể nào tìm được con thì cộng sự của cô Lanh đi tìm. Trời rét căm căm, âm 4 độ ở trên đỉnh núi vẫn phải hỗ trợ. Bao nhiêu ngày tháng, cả công ty rất là nỗ lực vất vả. Mà cuối cùng thì kết quả như vậy. Và họ bảo rằng thôi thế bên cô làm hết bao nhiêu tiền thì cô cứ trừ đi cho em. Cô Lanh mà không, nguyên tắc của tớ không làm thế. Tớ làm thế tớ không bay được. Tớ không làm. Các anh chị biết không, họ không bao giờ biết tập thể dục. Mà cả nhà tập thể dục. Người cha còn tập thể dục 2 năm liền. Cô Lanh là người huấn luyện. Mỗi ngày họ chạy 10 mấy km. Mình trực tiếp là người huấn luyện. Và cuối cùng thì mình cho giải tán cái hợp đồng như vậy. Khi mình cho giải tán cái hợp đồng như vậy, cô Lanh nói tất cả các cộng sự cô Lanh à, nghe kỹ đây các con. Không một ai được nói ra câu này. Ồ, đáng lẽ họ phải biết ơn mình chứ. Đừng bao giờ nói ra câu này. Nếu mình nói ra câu này, đáng lẽ họ phải biết ơn mình chứ, là mình còn rất tham lam. Và mình đang bằng họ. Mình vẫn còn cầu thị sự biết ơn từ họ. Các anh chị hiểu ý cô Lanh không ạ?
Nếu như nói rằng đáng lẽ mày phải biết ơn tao chứ, đáng lẽ nhà đấy phải biết ơn mình chứ, thì mình đang bằng họ và mình đang vẫn rất tham lam. Đừng bao giờ phát ngôn ra câu đấy. Cho đi, kệ họ đi. Họ có bài học của họ, mình có bài học của mình, nhiệm vụ của mình. Biết ơn, biết ơn, biết ơn. Mỗi một người phải nói 100 lần lời biết ơn. Và để vô thức của mình nó nhận cái điều đấy. Khi nói cũng gợn chứ, đúng không các anh chị? Có phải không ạ? Gợn chứ. Nhưng cứ nói đi, cứ nói đi, thì nó có kết quả. Và đúng thật, bài học đấy là bài học rất lớn. Cô Lanh có 32 cái học viên, 2 học viên và là 2 cái bài học, nhưng đều học xong cách đây mấy năm rồi. Và từ thời điểm đấy là không học, không phải, không bị đúc, không phải học lại nữa. Nên không cần ai phải biết ơn mình hết các anh chị ạ. Mình chỉ cần mở mồm mình nói ra là đáng lẽ họ phải biết ơn mình, thì mình đang vẫn còn rất tham, đang vẫn còn rất cần họ biết ơn mình, và mình đang bằng họ. Nên là cứ thả lỏng ra đi, không cần gì hết. Vũ trụ rất giàu có. Nên các anh chị đang đến với cô Lanh trong niềm hạnh phúc và hân hoan, đúng không các anh chị? Yes. Và các anh chị biết không ạ? Mình chỉ thương họ thôi. Tại vì khi mà họ vô ơn ấy, khi mà mình vô ơn, cái vô thức của mình, cái con người đích thực của mình ấy, nó tuyệt vời lắm. Nếu mà mình vô ơn thì nó làm gì? Nó đẩy, nó đẩy tất cả những cái thứ đấy đi ra. Nếu các anh chị ăn trộm một cái gì đó về dùng thì các anh chị có dám dùng công khai hạnh phúc không? Hả? Không. Các anh chị phải giấu giấu giếm giếm, đúng không? Đúng không ạ? Ừ. Thì nó là như thế. Nên ý, tất cả những trí tuệ mà cô Lanh dạy cho họ, nếu họ vô ơn ý, họ không dùng được. 2 năm liền, mỗi ngày họ chạy 10 km, thì đến khi mà họ vẫn còn biết ơn thì mỗi bước chạy này họ vẫn chạy được. Nhưng họ vô ơn, mỗi bước chạy này họ biết không được rồi. Bởi vì cô ấy đã huấn luyện mình bao nhiêu ngày tháng mà mình không có biết ơn, không chạy được, nặng lắm, không chạy được, không, mỗi lần chạy lại nghĩ đến cô ấy, không thể chạy được. Các anh chị biết vì sao chưa? Biết vì sao khi mình vô ơn thì mình bị tước hết tất cả mọi thứ đi không? Tước hết mọi sức mạnh bên trong mình, mình bị tước hết. Đấy. Bao nhiêu trí tuệ, rất rất nhiều trí tuệ sẽ bị mất hết, không dùng được các anh chị ạ. Biết nhưng không dùng được. Dùng nó đau và vô thức nó không cho mình dùng. Nó không cho mình dùng. Họ có chuyển hóa đấy, nhưng họ lại ở một cái đường cong Bandura. Họ chuyển hóa nhiều lắm các anh chị ạ. Họ chạy được 2 năm cơ mà. Nên tại sao cô Lanh mới nói các anh chị rằng 1 năm các anh chị ở với cô Lanh mới chỉ là hành trình bắt đầu. Cô Lanh chỉ cho các anh chị con đường thôi, còn hành trình đau đớn phía trước chúng ta phải đi, kiểm soát mình, bắt thóp mình và trở nên tốt lên mỗi ngày. Các anh chị hiểu ý cô Lanh không ạ? Nên hoàn toàn hôm nay mình vui, mai mình buồn, nó là chuyện rất bình thường, không sao cả. Nhưng mình hãy bắt thóp. 11 năm rồi cô Lanh đi cái hành trình này. Mà chị Lý chị hỏi cô Lanh rằng cô sạch được bao nhiêu phần trăm rồi. Cô Lanh nói là tớ bẩn hơn các bạn. Bởi vì vấn đề là ở trong mình. Khi mà mình càng nhận thức thì càng trồi ra nhiều vấn đề. Các anh chị hiểu ý cô Lanh chưa ạ? Nên là vấn đề nó ở trong mình. Nên là cô Lanh mới chỉ dám nói là tôi mới là một kẻ nhập môn thôi. Không bao giờ dám nhận là mình sạch rồi. Không bao giờ dám nhận là tôi đến level này level kia rồi. Không bao giờ.
bởi vì mình không biết được. Còn ký ức nào xấu bên trong mình nó còn trồi ra nữa. Nhưng cái quan trọng nhất, cái chị nhận thức được cái hành trình này của mình, đấy là điều quan trọng nhất. Nhưng cô Lanh không giống như những người khác. Cô Lanh luôn luôn chia sẻ với các anh chị là hãy sống đẹp và chơi đẹp. Đúng không các anh chị, còn nhớ không? Yes. Nếu họ tặng cho mình một bát cất lợn, hãy tặng cho họ một chiếc bánh rán, một bát bánh rán luôn các anh chị ạ. Nếu họ tặng cho mình một bát cất lợn ấy, hãy tặng cho họ một cái bát bánh rán. Mình yêu họ để họ yêu chính họ. Mình tốt với họ để họ yêu chính họ. Nên là sống đẹp và chơi đẹp, để họ cũng có cái bài học của chính cuộc đời họ. Các anh chị ạ, đấy là hai trường hợp mà mình tốt nghiệp. Và bây giờ cô Lanh vẫn bảo vệ các bạn đồng cộng sự của cô Lanh, những con người rất tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời, đã nhận rất nhiều rác. Nhiều lúc mình bảo các con ạ, chúng ta là nhà máy chế biến rác, biến rác. Nên là chúng ta cần được chữa lành hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày là vì như vậy. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.